nghe lại cái bài đó, cái bài của chị không bằng bài của bác sĩ Hoàng Long đâu. Cho nên là các bạn sẽ phải lên nghe, sau khi học cái bài này xong thì các bạn phải lên nghe cái bài đó, các bạn mới thấy là cái vấn đề sàng lọc tiền sản hiện nay nó như thế nào. Cực kỳ hay ha, tí hồi gửi cho cái link mà lên mà nghe lại. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Long là bác sĩ có cái bằng FMF Diploma và đầu tiên và hiện nay là duy nhất tại Việt Nam là học ngay cái chỗ FMF đó, dưới học với giáo sư Kiprop Nikolaidis đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái bài học nè. Rồi thì mình sẽ nói cái vai trò sàng lọc của siêu âm trong thời đại tiền sản không xâm lấn ha. Thì các bạn biết rằng đây là cái gọi là cái lịch trình khám thai từ năm 1929. Đây, từ cái thế kỷ thứ 19 á. Thì bắt đầu có cái vấn đề là chăm sóc tiền thai. Thì thai phụ sẽ được đi khám thai ở thời điểm nào? 16 tuần, 24 tuần, rồi 28 tuần. Rồi sau đó 3 tháng giữa nè. Là mỗi gì? Mỗi 2 tuần. Rồi tháng cuối mỗi tuần. Các bạn thấy này giống protocol Việt Nam không? Quá giống ha. Mình thêm cái thời điểm đây 12 tuần nữa thôi à. Đã nói y chang Việt Nam. Đó, Việt Nam mình đang khám thai theo cái lịch trình từ năm 1929 có bổ sung cái 12 tuần đó. Thì tại sao người ta đưa ra cái lịch trình khám thai này? Đó là vì các biến chứng ở thai kỳ, ví dụ như chậm tăng trưởng tử cung, tiền sản giật, sinh non, nói chung là những cái biến chứng của thai kỳ á, là đa số nó xảy ra quý bà, đúng không? Dọa sinh non, tiền sản giật, chậm tăng trưởng, lúc này mới thấy thai nhỏ, mới thấy có dấu hiệu gọi dọa sinh non mà không tiên đoán được ở quý 1 và quý 2. Cho nên người ta nghĩ rằng á, bây giờ nó xảy ra thời điểm này thì thời điểm này cứ hẹn người ta tái khám đi cho nó yên tâm. Đó là lý do tại sao mà cái việc sàng lọc, việc khám thai nó tập trung vào 3 tháng cuối thai kỳ. Đó là từ cái thời năm 20 thế kỷ thứ 19. Thì trong khoảng 20 năm nay, ông thầy Kiprop Nikolaidis đó, ông có cái bài gọi là đảo ngược hình tháp. Đây là cái hình ông gọi là đảo ngược hình tháp. Có nghĩa là bây giờ mình thay vì mình tập trung vào 3 tháng cuối thai kỳ á, thì mình nên tập trung vào 3 tháng đầu. Có nghĩa là thời điểm 12 tuần này á, là mình đã có thể sàng lọc. Có nghĩa là sàng lọc là sao? Có nghĩa là những cái dân số đang ở, dân số đang gọi là dân số trung cộng đồng gì đó. Thời điểm 12 tuần mình khám á, thì mình đã có thể sàng lọc được, mình tiên đoán được những cái thai phụ nó sẽ có những cái nguy cơ mà nó sẽ xảy ra những cái biến chứng ở quý bà. Nguy cơ thai chậm tăng trưởng phải không? Nguy cơ tiền sản giật có không? Thì những cái đứa này á, nó sẽ, những cái thai phụ này á, những cái thai kỳ này á, nó sẽ được gọi là chăm sóc đặc biệt, đi ra một cái nhánh riêng. Còn bây giờ cái nhóm thai phụ này mà không có nguy cơ thấp á, thì chỉ đi đến thời điểm 20 tuần và gì ở 37 tuần mới siêu âm nha các bạn. Cái việc mà siêu âm như mình nó không có ai, không có cái thế, cái nước phát triển nào nó siêu mà một cách kỳ lạ như Việt Nam mình đâu. Siêu cho mà múc mùa luôn, siêu mà mỗi tuần mỗi tháng siêu dài dài luôn. Thì siêu nhau chính vì là làm nhiều quá cho nên là làm nhặt là không thể làm kỹ được. Còn người ta 12 tuần sàng là không có nguy cơ là qua 20 tuần coi hình thái học. Và 37 tuần các bạn thấy 32 tuần nó không hề siêu luôn đó. Chứ không phải là ai cũng đi siêu âm hình thái quý, đi siêu âm sàng là một cách thường quy ở quý 3 đâu. Ở nước ngoài nó chỉ hai thời điểm này thôi. Còn cái thời điểm 32 tuần chỉ siêu âm khi nó có vấn đề thôi. Ví dụ 20 tuần thấy thai nhỏ hay gì đó, hoặc là nó có cái gì bất thường mới quy. Và người ta không siêu âm đó. Hoặc là bây giờ đến 41 tuần á, mà không có sanh thì đi siêu âm đó. Còn nó có cái gì không, chứ không phải ai siêu gì hết. Thì như vậy cái thời điểm 12 tuần á, thì mình làm được cái sàng lọc gì thì các bạn lên cái trang web FMF ngày hôm qua chị có hướng dẫn các bạn rồi đó. Đây freetimemedicine.org, mình lên đây mình vô cái calculator mình thấy nè, nó sẽ có rất nhiều cái phần mềm để tiên đoán nguy cơ tiền sản giật, lệch bội, tiểu đường, sự sảy thai, chết chu sinh, chậm tăng trưởng thai to, sinh non. Rồi cái thứ hai nữa rằng á, các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái assessment management á, là ví dụ như xử trí đó, thai chậm tăng trưởng tử cung nhiều cái còn bằng cãi đúng không, bây giờ mình siêu âm thấy đốt lên vậy á, rồi mình xử trí như thế nào để các bạn là các bác sĩ sản á, thì các bạn có thể lên đây các bạn, hoặc là các bác sĩ siêu âm cũng được, lên đây nhập những cái thông số đốt lơ, cân nặng thai nhi, tuổi thai vô, thì nó sẽ cho mình cái hướng xử trí hoặc khi ngờ thiếu máu vào thai, hoặc là ví dụ như là chăm tính tuổi thai, đánh giá chậm tăng trưởng, rất là nhiều cái trên đây. Thì bây giờ vai trò siêu âm của sàng lọc quý 1 á, nó sẽ làm sàng lọc được cái gì? Thứ nhất là tầm soát lịch bội là cái chính của mình nè. Thì cái tầm soát lịch bội là cái hay gặp nhất là hội chứng đau. Đau là cái bất thường mà nó dễ bị bỏ sót nhất trong cái siêu âm tiền sản, tại vì các bạn biết sao, nó không có gì tập thai. Siêu âm đến quý 2 suốt thai kỳ chẳng thấy cái gì bất thường, hội đẻ ra đau. Thì như vậy nó là cái bất thường nhiễm sắc thể hay gặp.
các bạn biết tần suất của hội chứng đau bao nhiêu không? 1 trong 500 đến 1 trong 700 đó. Thì như vậy cái tần suất nó là cái bất thường nhiễm sắc thể nhiều nhất, mà nó lại hay bị bỏ sót nhất, tại vì siêu âm nó không có bất thường thai, nó có thể dị tật tim, nhưng mà thường những cái dị tật tim các bạn thấy nhiều khi nó nhiều khi các bạn cũng không chẩn đoán được nữa, kinh nghĩ thấp rồi vậy đó, bán phần đó. Cho nên là nó tại sao nó hay bị sót. Thì như vậy FFF nó đưa ra từ thập niên 90 á, là nó bắt đầu đưa ra cái độ mời da gái. À, từ thập niên 90 là cái ông Kiprop Nikolaidis là ông đưa ra cái gọi là tầm soát bằng đo độ mờ da gáy. Thì cái việc cái protocol của FFF nó sẽ dựa trên yếu tố tuổi mẹ nè. Cái bà 30 tuổi nguy cơ khác, cái bà 50 tuổi à, 45 tuổi nguy cơ khác. Rồi nó sẽ có hai cái chất sinh hóa mà nó sẽ ảnh hưởng bởi cái mặt cơ bởi đau, đó là beta HCG và PAP A. Và sau đó mình siêu âm mình sẽ đo cái độ mờ da gáy và nhịp tim. Thì những cái này phối hợp lại nó gọi là combine test. Combine tức là kết hợp ha các bạn, còn hai chất sinh hóa gọi là double test đó, thì mình nhớ rằng đây là cái gọi là combine test hay còn gọi là sàng lọc kết hợp, thì nó phối hợp những yếu tố đó. Thì bây giờ mình đi sâu vô, đầu tiên là tuổi mẹ, thì đây là cái nghiên cứu cho thấy rằng cái tần suất đau nó thay đổi theo tuổi mẹ ha. Ví dụ cái người mà trên dưới 30 tuổi thì khoảng 1 trong 600, mà cái người 35 đến 40 tuổi thì nó có thể là 1 trong 200, mà các bạn thấy khi mà lớn trên 45 tuổi là 1 trong 33, rất là cao. Có nghĩa là mẹ càng lớn tuổi thì cái nguy cơ nó càng tăng. Cái thứ hai là nó đo hai cái chất sinh hóa beta HCG và PAP A. Thì các bạn sẽ thấy nó có sự khác biệt giữa một cái đứa bình thường Oploid là bình thường và trisomy 21. Thì các bạn thấy đối với cái trisomy 21, cái beta HCG nó sẽ nằm ở trung bình, ở đa số nó sẽ nằm ở cái bách phân vị thư, nó ở cái vị trí là 2 mon. Có nghĩa là nó tăng gấp đôi so với bình thường. Trong khi đây là cái biểu đồ chỉnh của gì? Ở của đứa bình thường nè, cái đỉnh nó nằm ngay cái chỗ 1 mon ha, là bình thường là 1 mon. Thì trisomy nó sẽ dịch chuyển lên đây, nó ở trung bình nó đa số nó ở 2 mon. Ví dụ nó nằm thấp dưới đây á, nó vẫn có thể là trisomy. Cho nên các bạn thấy nó chỉ là tầm soát thôi, nó có dương giả và âm giả đúng không? Rồi bây giờ tới cái PAP A thì nó như thế nào? Ví dụ đây là cái chỉ số trung bình của bình thường. Thì các bạn thấy là nó cái đỉnh của nó nằm ngay cái 1 mon, tức là trung vị số 1 mon là bình thường đó. Thì các bạn thấy trisomy nó sẽ dịch chuyển xuống đây ở khoảng 0.5 mon, tức là cái đỉnh nó nằm ở đây. Thì có nghĩa rằng trisomy khi bạn mình thử cái beta HCG và PAP A ở quý 1, mình thấy beta nó cao và PAP A nó thấp, thì như vậy mình hiểu đứa này chắc chắn nó sẽ ra cơ hội chứng đau dựa trên xét nghiệm sinh hóa. Rồi bây giờ chúng ta là độ mờ da gáy. Thì người ta làm độ mờ da gáy, các bạn thấy đây là cái đỉnh nè, cái đỉnh của đứa bình thường Oploid nè. Thì các bạn thấy đây là trung bình nó phân bố như đẹp vậy. Những cái đứa da gáy dày á thì nó sẽ gì? Nó sẽ thay đổi lại lại ra. Có nghĩa là nó rất thay đổi từ có thể trừ bình thường mà nó cũng có thể là rất dày. Thì như vậy cái thời điểm 12 tuần á, đây là cái hình ảnh siêu âm đo lúc 12 tuần ha, mình phóng lớn màn hình lên này đo đầu mông thôi. Vậy thì cái tiêu chuẩn đo độ mờ da gáy theo FMF, các bạn lên đọc cái bài FMF cho chị. Lên cái trang web FMF đó, nó có khoảng hình như 100 slide đó, nó nói về cái sàng lọc hội chứng đau dịch ra tiếng Việt. Bài này tóm lược là mấy cái ý chính thôi, mình muốn là làm cho tốt mình lên đọc bài. Thì bây giờ cái độ mờ da gáy theo FMF là mình sẽ có cái tiêu chuẩn này. À, quá chạy, bạn nào đang chưa tắt mic kìa. Ôi, lộn xộn kìa, Vân ơi, Vân nhắc em gì coi bơ đầu cầu nào, mic lại, anh mic lại. Ai học đó? Bây giờ mình học á thì mình học nha, còn mình đang làm việc khác thôi, mình đừng học ảnh hưởng người khác nha, mình đừng có mở cái mặt lên cho có mặt rồi đó. COVID-19 test results taken. Make a medical declaration on the PC COVID application and are responsible for the truthfulness of the declared information. À vậy. Bây giờ mình học là mình làm ơn mình ân cái miss, còn không thì ban tổ chức là phải ân miss hết giùm chị. Ngày nào cũng như vậy hết trơn á. Thì bây giờ độ mờ da gáy nè, các bạn lên đây các bạn sẽ theo cái tiêu chuẩn của độ mờ FMF, tại vì khi các bạn dùng phần mềm của nó thì bạn phải tuân thủ theo cái quy định của nó. Đó thì mình mới dùng phần mềm được. Cái tuổi thai nó quy định là 11 đến 13 tuần 6 ngày thì tương ứng với đầu mông là 45 đến 84. Thì các bạn thấy rằng khi mình đo cái chiều dài đầu mông á, mà nó dưới 45 á, thì các bạn nhập vô phần mềm nó không chạy.
hoặc là các bạn đo cái phần mềm, đo cái đầu mông ở trên 85, 86 bạn nhập vô thì cái phần mềm nó không chạy, tại vì đây là cái nghiên cứu người ta làm trong cái chuẩn này. Có thể là 11 tuần á, là 45 là nó 11 tuần 2-3 ngày gì đó, nhưng mà trên FMF nó dựa trên cái CRL, có nghĩa là đầu mông á, các bạn nhập 40 vô nó không chạy, mặc dù 41, 42 đó là 11 tuần 1 ngày 2 ngày thì học theo cái công thức tính của Hạt Lốc ha. Nhưng mà thôi mình cứ chấp nhận cái chỗ này đi, có nghĩa là cái đầu mông trong khoảng này thì mình mới tính nè. Thứ hai là mình phải phóng lớn màn hình, thôi mình đi vô từng cái đi đây. Đầu mông 45-84. Thứ hai là phóng lớn màn hình. Ví dụ đây các bạn phóng chưa đủ, tại sao? Trên màn hình mình thấy từ đầu đến mông. Cái hình này thì đo độ mực, đo chiều dài đầu mông, tính tuổi thai thì chuẩn đó. Rồi thứ hai, phóng hình này đủ không? Cũng không thấy được nữa. Thấy gần rất là nhiều thai. Đây cái hình này mới thấy gọi là đủ độ phóng lớn. Có nghĩa là mình thấy đầu và một phần của ngực. Như vậy là đầu tiên là cái tiêu chuẩn đầu tiên là cái tuổi thai, cái tiêu chuẩn thứ hai là phải phóng lớn. Cho nên các bạn giờ chị vẫn rất buồn nha. Đo cái hình độ mờ da gáy nha, đã là thời điểm 2022 rồi, ta NIPT rồi tùm lum rồi mà đo độ mờ da gáy, chụp cái hình thiệt là buồn luôn. Đo nhỏ cái hình nhỏ xíu như cái con như con chuột lắc nhỏ xíu vậy đó mà kêu đo làm sao mà nó đúng. Mà giờ vẫn còn thấy những cái hình số âm như vậy. Những người học thì không làm và những người không làm, những người làm thì không học hay sao á. Cho nên mình phải lưu ý cái tiêu chuẩn rất quan trọng, tại sao mình phóng lớn, tại vì các bạn khi cái độ mờ da gáy sau này nè, nó bình, cái trị số bình thường nó 1-2mm thôi đúng không? Nó trên 2.5 là đã gọi là dài rồi. Bây giờ nếu mình không phóng lớn á, mình để như cái hình ban đầu á, mình phóng không lớn á, thì mình nhích cái con chỏ một xíu là nó đi có thể 1mm. Còn khi các bạn mà phóng lớn vậy, mình nhích con chỏ nó đi có 0.1-0.2mm thì nó sai số nó ít. Đó là lý do tại sao phóng lớn. Mình tập siêu âm là mình phóng lớn hết màn hình. Khi mình khảo sát cái tim mình cũng phải phóng lớn hết màn hình. Mình khảo sát cái não mình cũng phải phóng lớn hết màn hình. Đó là cái nguyên tắc coi tim, coi thai nhi ha. Rồi bây giờ như thế nào là cái mặt cắt dọc giữa? Nhiều khi mình cắt không đúng mặt cắt dọc giữa thì mình sẽ không đo chuẩn. Thì nguyên tắc là mặt cắt dọc giữa trung tính là các bạn sẽ thấy đầu và cổ trên một đường thẳng này. Em bé nó rất là hay cong ở quý 1, cho nên các bạn thấy khi các bạn đo độ mờ da gáy hay các bạn đo chiều dài đầu mông mà em bé nó rất là hay cong người lại, và các bạn sẽ thấy cái khoảng này nè, cầm vào ngực nó không có, nó cong vậy thì bạn đo đầu mông nhiều khi nó ngắn hơn 5mm so với lúc nó duỗi ra, là như vậy tính tuổi thai xa. Và thứ ba nữa là khi các bạn đo cái độ mờ da gáy á, mà nó cong lại, độ mờ da gáy nó sẽ bị mỏng đi, mà nó ưỡn ra thì độ mờ da gáy nó dày lên. Cho nên cái tư thế trung tính á, là rất quan trọng. Có nghĩa là đầu và cổ trên một đường thẳng, giữa cằm và ngực có một cái khoảng trống. Đây là cái màng ối phía sau nè, nó tách ra. Ba ở 12 tuần các bạn rất là hay gặp màng ối chưa nhập vô màng đệm. Cho nên là nhiều khi mình siêu âm mình loáng choáng mình nhìn đây mình tưởng đây cái da gáy dài, đo từ đây tới đây ai ngờ đo cho cái màng ối. Cho nên là phải để ý, nếu có cái màng ối là đừng có đo trùng vô. Rồi bây giờ mình nhìn ra phía trước này, khi mình đo cái độ mờ da gáy là mình tập trung vô cái mặt. Khi mà cái mặt nó chuẩn á, là chắc chắn đo cái da gáy. Chứ đừng có dòm sau này đó, hồi đầu chị cũng vậy, không để ý cái khi mà ban đầu làm độ mờ da gáy, cái nhìn sau này thấy trời nguyên cái đường kém kém trống đẹp quá rồi. Không có, mình sẽ focus vô cái mặt, đầu và cổ trên một đường thẳng, và khi đó mình sẽ thấy xương mũi nè. Thì như vậy cái mặt cắt mà chuẩn là xương mũi gần như nằm ngang, giống như mặt cắt mà hình thái quý 2 các bạn đo cái xương mũi dài nhất là khi xương mũi nằm ngang và sóng siêu âm vuông góc ở xương mũi. Thì trước này mình sẽ thấy ba cái điểm sáng, điểm này là da chóp mũi nè, điểm này là da trước xương mũi, và đây là cái xương mũi là cái sáng hơn thứ ba. Thì như vậy ở quý 1 mình nói xương mũi hiện diện khi mình thấy ba cái điểm sáng này, và cái điểm sáng của xương mũi nó hơi dày hơn. Và mình nhìn ở đây mình sẽ thấy cái xương hàm trên. Cho nên ở tập quý 1 á, mà người ta nói là cái dấu mà gợi ý của gì, của trẻ vòm, đó là cái xương hàm trên mình nó mất liên tục. Cho nên là quý 1 là các bạn thấy trên cái mặt cắt dọc giữa này á, nó rất là nhiều thông tin. Rồi phía sau này nữa, phía sau mình nhìn sau này nó có cái IT trong cái chẩn đoán, ví dụ như những cái bất thường phía sau, trẻ đôi đốt sống v.v. Thì cái đó trong cái bài của quý 1 sẽ nói thêm. Thì như vậy đây là cái hình ảnh các bạn sẽ thấy giữa có xương mũi và đây không có xương mũi. Thì như vậy làm sao mình thấy đây là mặt cắt dọc giữa chuẩn? Có nghĩa là cái xương mũi hàm trên này nè, nó đi thẳng ra, nó không bị nối lên xương mũi. Chị dám đảm bảo với các bạn, bạn coi 10 cái hình đo độ mờ da gáy thì 9 cái không chuẩn, là vì cái xương mũi, cái xương hàm trên nó nối lên xương mũi để chỉ để sơ show rất là nhiều cái hình ảnh như vậy. Thì như vậy trên đây á, mình đo độ mờ da gáy sau khi mình phóng lớn tư thế trung tính rồi thì mình phải focus vô cái mặt, mình sẽ coi cái sự hiện diện có ba điểm sáng, mình sẽ coi cái xương hàm trên nó đây đi ra, nó không bị nối lên xương mũi, thì như đó mới gọi là mặt cắt dọc giữa. Thì đây các bạn thấy nó chỉ có ba cái điểm, tại vì chị không có cái hình đẹp, chị phải mượn hình của sách của FMF. Thì các bạn sẽ thấy nè, rất khó ra được cái hình này. Đây là cái hình có xương mũi hiện diện, mà đây là hình bất sản xương mũi.
cái máng phải tốt, cái thêm bé phải chuẩn mới thấy được cái hình này. Đây, đây là mặt cắt là mình phân tích này không chuẩn. Bây giờ thứ nhất độ phóng lớn đủ không? Đúng, đầu và cổ và một phần ngực, có nghĩa là đủ độ phóng lớn. Bây giờ mình nhìn loáng thoáng này mình thấy nó cũng không cúi lắm ha, đầu cổ trên một đường thẳng ha, giữa cằm và ngực có khoảng trống, có nghĩa là em bé không cúi lắm, tương đối tư thế trung tính đó. Nhưng mà nhìn chỗ đây này nó lờ mờ chỗ này. Các bạn nhìn thấy cái xương hàm trên đây nó có cái đường đi nối lên. Đây là cái hình ảnh không dọc giữa, là vì khi các bạn cắt dọc giữa thì cái xương hàm trên nó đi thẳng vô. Còn bây giờ mình lệch qua đây chút xíu thì mình sẽ thấy cái xương hàm trên gì? Nó đi chất lên. Cho nên mình thấy cái hình ảnh đây thì chị dám đảm bảo bạn 100k, 95k nó sẽ có cái hình ảnh này khi đo độ mờ da gái. Không, rất là khó có cái hình mà cái xương hàm trên nó không bị nối lên như vậy. Đây, khác chưa? Khác nhau không? Đó. Đây là cái mà khi các bạn muốn lấy cái hình, để mà các bạn gửi cái hình lên bằng lấy cái code để đo FMF á, lấy cái code mà tính bằng mềm, mà cái tiêu chí quan trọng nhất á, đó là cái xương hàm trên nó không bị nối lên cái xương mũi. Bạn mà gửi cái hình này là chắc chắn fail. Đây hình này cũng vậy ha. Nhìn là thấy không được rồi, cúi nè, mất cái khoảng cằm ngực đó. Cái mặt phóng ra, cái mặt dọc giữa, hình này cũng vậy. Các bạn thấy sao? Phóng lớn không đủ, đo với sau da gáy rất đẹp đúng không? Trời, vô kết đây đẹp, nhìn trước này là thua. Xương hàm trên, đây nguyên có cái xương dĩ đây vậy. Đâu ra cái xương dĩ đây? Đó là do cái xương hàm trên nó bị nối lên, mình cắt không mặt cắt dọc giữa nha. Rồi, đây là cái hình chuẩn đó. Mình sẽ thấy đầu và cổ trên một đường thẳng, xương hàm trên không bị nối lên nè. Thấy không? Như vậy mình đo cái vị trí đặt con rõ như thế nào? FMF quy ước là khi các bạn đo mà cắt dọc giữa chuẩn rồi thì các bạn thấy nguyên cái khoảng này. Đo chỗ nào? Cái chỗ nào rộng nhất và đo trong trong. Vậy thôi. Rộng nhất và đo trong trong. Sau khi cắt mặt cắt dọc giữa chuẩn. Và mình đo nhiều lần rồi mình lấy trị số gì? Dạy nhé. Đây đó, thấy không? Từ nặng không, đây là những cái hình rất là mới đó. Đó, đây là những cái hình mà tôi thu thập được lúc tôi làm. Tôi thấy đây, đo để coi đo độ mờ da gáy, coi buồn ghê không? Đây, đó, độ mờ da gáy đó, mình nhìn cái thực tế có buồn ghê không? Đầu mông, thấy cái gì đây? Thấy cái chuẩn gì đây? Thấy khổ không? Đó, thực tế là các bạn như vậy đó. Cho nên là mình học rồi mình phải thực hành cho đúng. Đó, coi thì ký các bạn nghĩ sao, đây là những cái hình chị gặp hàng ngày đó. Thực tế mình đo độ mờ da gáy đó, cho nên là người đo, nhà đo là nó ra cái kiểu đó đó. Rồi bây giờ người ta làm nghiên cứu, người ta nói rằng á, cái độ mờ da gáy nó sẽ tăng theo tiểu thai, tức là cái nguy cơ độ lệch bội á, nó sẽ tăng theo tiểu thai. Hồi nãy mình nói là đây là cái đường mà gọi là lệch bội thay đổi theo tuổi mẹ, có nghĩa là mẹ trên 35 tuổi là cái nguy cơ nó giật lên. Như vậy cái da gáy nó phối hợp vô nó sẽ làm cái gì? Nếu mà da gáy bình thường thì cái nguy cơ nó sẽ giảm xuống, còn nếu cái da gáy dày thì cái nguy cơ nó sẽ tăng lên. Đó. Thì như vậy khi da gáy dày thì bạn nói da gáy dày là đúng rồi. Nếu bạn có nói em bé bị đau bất thường không? Đừng có nói như vậy. Mình chỉ nói da gáy dày và em bé có nguy cơ cao hội chứng đau, mà cái nguy cơ đó như thế nào mình cho ra một con số, hiểu không? Thì người ta làm nghiên cứu, đây là tất cả những cái dữ liệu này dựa trên FMF thôi, tại vì FMF là cái nguồn và nó cái chỗ mà làm nghiên cứu công bố cái này đầu tiên đó. Thì các bạn thấy đây là cái trị số bình thường bắt phân vị thứ 5, bắt phân vị thứ 95 của da gáy theo tuổi thai, đầu mông 45 đến 85 mm. Thì 75 đến 80% á, những cái trường hợp mà da gáy dài trisomy 21 thì cái da gáy nó vượt trên vị bất phân 95. Thì các bạn thấy nè, đây này, cái đỏ đỏ là những cái trisomy 21 hết. Nhưng mà các bạn nhớ rằng 25% trisomy 21 mà có da gáy nằm gì? Nằm trong giới hạn bình thường. Cho nên khi mình làm da gáy dày, mình đo cái da gáy dày thì mình nói thai phụ có nguy cơ cao. Còn khi mình đo cái da gáy bình thường thì mình nói nguy cơ thấp. Mình đừng có nói bình thường. Có 25% lọt sổ nằm trong đây. Mình nói em bé da gáy bình thường, đúng, nhưng mình đừng có nói em bé bình thường. Mình nói da gáy bình thường, em bé nguy cơ thấp nha chị. Và tỷ lệ phát hiện dựa trên tầm soát của độ mờ da gáy chỉ đạt 75-80%, nó sót 20-25%. Đó, nhớ cái câu đó. Tại vì nó bị trùng lấp, tất cả đây là những cái ca đào hết, nhưng mà chỉ có 1/4, 75%, xin lỗi, 3/4 nó nằm ở trên bất thường. Còn nếu 1/4 còn lại da gáy hội chứng đau mà da gáy bình thường. Các bạn nhớ cái chỗ này giùm chị nha. Thì đây là những cái nghiên cứu, tại vì cái độ mờ da gáy là từ những cái năm đầu thập niên 2000 á. Họ dựa trên cái việc sàng lọc của NT là tuổi mẹ, MA là tuổi mẹ, NT là độ mờ da gáy.
hoặc là nó có phối hợp thêm với beta và papa, tức là double test. Còn đây là dựa hoàn toàn trên gì, NT là tuổi mẹ đó. Thì nếu các bạn ở những nơi mà các bạn không có điều kiện thử sinh hóa thì các bạn dựa trên NT cũng được, tại vì nó cũng sẽ tầm soát được trên dưới 70-80%. Còn nếu mà nó dựa trên beta thì nó sẽ gì, nó sẽ tăng lên cái độ nhạy. Cho nên bạn thấy nếu chỉ dựa trên NT đơn thuần á, thì nó chỉ thay đổi tùy nghiên cứu là từ 55-82%. Tuy nhiên nếu các bạn phối hợp thêm beta HCG và PAP-A, tức là cái combined test nó gọi đây là sàng lọc chuẩn á, thì các bạn sẽ thấy cái độ nhạy nó tăng lên có thể đến 75-93%. Thì như vậy đối với một cái kết cục của da gáy dài thì nó như thế nào? Thì da gáy dài càng dài thì nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể càng tăng. Các bạn có thể sử dụng cái này để các bạn gì tư vấn cho thai phụ. Ví dụ khi da gáy trong khoảng 3.5-4.5 thì cái nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể có 20%. Nhưng khi da gáy từ 5.5-6.5 thì cái nguy cơ có thể lên đến 50%. Có nghĩa là hai đứa có da gáy dày từ 5.5-6.5 thì có một đứa bị hội chứng đau, có bất thường nhiễm sắc thể, xin lỗi. Nó có thể là đau hay gặp thôi, nhưng cũng có cái trigemy 13 hoặc 18. Rồi nguy cơ thứ hai là thai chết. Chị đã gặp những cái trường hợp hồi đầu mà làm cái nghiên cứu này á, là nó làm karyotip ra sinh tiết gây nhau bình thường, tự nhiên thai nó lưu bụng, nó chết trong bụng mẹ lúc 5 tháng, lúc 6 tháng. Hoặc gì đẻ ra chết không rõ lý do, khi mình gọi outcome nó có những ca như vậy. Cho nên đây là nghiên cứu người ta đưa ra. Bây giờ em bé có da gáy dày, sinh tiết gây nhau, kết quả nhiễm sắc thể bình thường, vậy còn nguy cơ gì nữa? Đó là cái nguy cơ em bé sẽ bị chết trong bụng mẹ. Cảm ơn Thảo nha. Thì cái nguy cơ nó sẽ bị chết trong bụng mẹ đó. Rồi cái thứ ba là nguy cơ bất thường những cái cấu trúc lớn. Thì các bạn nhớ rằng cái bất thường cấu trúc lớn hay gặp nhất trong nhóm gáy dày dài đó là gì? Tim. Hay gặp nhất thôi, nhưng mà nó vẫn có thể có những cái bất thường khác, loạn sản hệ xương rồi bất thường chi hoặc thoát vị hoành vân vân. Nhưng mà cái mà thấy gặp nhất đó là dị tật tim. Cho nên khi các bạn thấy rằng khi mà cái da dày á thì các bạn phải siêu âm kỹ thật kỹ hình thái học ở ngay cả thời điểm 12 tuần. Chứ mình đừng có vội đo cái da gáy xong rồi cái thảy cho bác sĩ lâm sàng. Cái bác sĩ lâm sàng đẩy gì các bạn biết không? NIPT. Các bạn biết bây giờ cái NIPT cái ngưỡng nào á là các bạn làm NIPT không? Có nghĩa cái da gáy phải dưới 3.5 các bạn mới làm NIPT. Còn cái da gáy mà từ 3.5 trở lên là không được làm NIPT. Phải đi sinh thiết gây nhau, phải đi chọc ối. Và những cái nghiên cứu gần đây nó đề ta còn hạ cái ngưỡng xuống dưới là 3. Đo da gáy trên 3mm là các bạn sẽ làm gì? Theo cái quy trình đó bạn nghĩ là trên 3mm có nguy cơ bất thường nhiễm sẽ đi làm NIPT, nhưng mà là sai đó. Tại vì trên 3mm nó sẽ có rất những cái bất thường mà NIPT không phát hiện được. Phải đi làm sinh thiết gây nhau và chọc ối. Cho nên là dưới 3mm mới đi làm NIPT. Còn trên 3mm là phải chờ sinh thiết gây nhau hoặc chọc ối. Là nó có những cái bất thường khác. Chứ bây giờ mình cứ ôm hoặc là mình lúc mình thấy da gáy dày là mình phải coi kỹ cái hình thái ở quý 1 lẫn quý 2. Và đặc biệt là cái gì tật tim phải coi cho ra. Chứ không phải nó sót gì tật tim. Cho nên ví dụ mình là tuyến dưới mình thấy da gáy dày, rồi mình làm sinh thiết gây nhau, gửi lên sinh thiết gây nhau bình thường rồi, đến quay lại khám thai của mình lúc 22 tuần là mình phải coi cho chắc cái tim, không chắc là phải chuyển đi tuyến trên. Thì đây là, thì như vậy là các bạn nhớ là cái da gáy dày nó có nhiều nguy cơ như vậy đó, chứ nó không phải chỉ đơn thuần là bất thường nhiễm sắc thể, mà những cái bất thường nhiễm sắc thể đó không phải chọc ối thấy mà phải làm tới những cái mức độ sâu hơn ha. Rồi cái slide này cho thấy rằng nếu mà da gáy dày thì cái khả năng bao nhiêu phần trăm em bé nó sanh một đứa khỏe mạnh, thì có thể đây là các bạn dùng slide này nếu các bạn muốn tư vấn cho thai phụ. Thì bây giờ cái xét nghiệm tiền sản không xâm lấn hiện nay thì chị cũng không có nói nhiều, tại vì nó không có trực thuộc cái gọi là chuyên khoa sâu của chị. Cái hồi đầu chị hay nói, nhưng mà giờ nhiều người nghiên cứu sâu hơn. Nhưng các bạn thì cũng trong cái bối cảnh là các bạn là bác sĩ học lớp rộng thì các bạn chỉ cần biết là cái nguyên lý của nó như thế nào thôi. Thì cái nguyên lý có hai cái cách. Cái cách mà phổ biến đa số các hãng làm là dựa trên cái gọi là cái số lượng tăng lên. Thì các bạn thấy rằng đối với cái trisomy 21 á, thì nó có gì? Nó có thêm một cái nhiễm sắc thể số 21. Cho nên là cái khi mà trong cái nồng độ mà tế bào máu thai free DNA của cái nhau thai mà đi vô tuần hoàn mẹ đó, thì nó sẽ so giữa cái đứa bình thường và cái đứa bất thường đau thì nó sẽ nhiều hơn 5%. Đó, nó dựa trên cái đó thôi thì nó sẽ nghi ngờ là đau. Thì nó sẽ rất tùy thuộc vào cái nồng độ của cái nồng độ thai. Cho nên các bạn thấy nếu mà
khi cái kết quả NIPT nó luôn luôn có cái fetal fraction, có nghĩa là cái hàm lượng, cái độ, cái hàm lượng của cái cell free DNA tự do thai so với mẹ. Ví dụ nói 5%, 10% có nghĩa là của mẹ 90%, của thai 10%. Còn khi mà nó ghi 20%, có nghĩa là của mẹ là trong cái dòng tuần hoàn đang có 80%, của thai 20%. Vậy thì khi mà cái nồng độ, cái phần trăm này nó càng nhiều thì cái kết quả nó càng gì? Nó càng chính xác. Cho nên là những cái có những cái trisomy bây giờ đa số hãng nó đua nhau, nó nói là làm trong khoảng 10 tuần, 11 tuần. Nhưng mà cái nhược điểm cứ làm 10, 11 tuần là cái nồng độ fetal fraction trong máu thai có khi nó không đủ, máu mẹ đó, nó không đủ, cho nên nó nói là low result, nó bắt phải làm lại thai tuần sau hoặc là phải mình phải qua một cái test của hãng khác. Đó, thì đó là cái nhược điểm của fetal fraction khi mà nó quá thấp ha. Hoặc là nhiều khi những người mẹ béo phì là các bạn sẽ thấy cái nồng độ fetal fraction này nó rất là thấp và nó nói là low result, nó không dám trả lời kết quả. Thì như vậy cái trisomy 21 đối với những cái lệch bội á, thì những cái lệch bội hay gặp á, thì cái cell free DNA này nó tầm soát rất tốt ha. Ví dụ các bạn thấy đây là cái nghiên cứu meta analysis của FMF của nhóm tác giả Kiprop Nicolaidis ha, thì các bạn thấy nó tầm soát đối với trisomy 21 của cái NIPT cực kỳ tốt. Đây cái độ nhạy lên đến gần tuyệt đối này, 99%, có nghĩa là rất tốt, có nghĩa đối với đau là NIPT nó không có sót, gần như không sót. Còn cái giá trị tiên ứng dương nữa, nó nói nó là dương tính nhưng cái tỷ lệ dương tính thật sự thì nó không phải là 99% mà 7-mấy% thôi, nhưng mà như vậy là cao rồi. Nhưng mà nó không bỏ sót là được rồi ha. Thì một cái ưu điểm rất lớn của NIPT đó là cái tỷ lệ dương giả nó bị giảm xuống. Vì các bạn biết rằng khi một cái xét nghiệm như là mình nói một cái xét nghiệm sàng lọc thì nó luôn có giữa một cái độ nhạy và một cái tỷ lệ dương tính giả. Tỷ lệ dương tính giả là sao? Dương tính giả, mình nghe cái từ dương tính giả thì mình hiểu rằng là dương tính mà giả, có nghĩa là em bé bình thường mà cái xét nghiệm trả lời ra nghi ngờ gọi là dương tính giả. Thì đa số những cái xét nghiệm sàng lọc á, mà phải làm xét nghiệm xâm lấn thì nó chỉ chấp nhận cái tỷ lệ là 5% thôi, dương tính giả 5% thôi. Tại vì bây giờ ví dụ như khi ra dương tính thì các bạn phải đi làm xét nghiệm xâm lấn, thì 5% dân số bình thường nó sẽ phải đi làm gì? Nó phải đi làm xét nghiệm xâm lấn là nó chấp nhận được. Còn bây giờ nếu mà dương tính giả 20%, là bây giờ làm một cái xét nghiệm xong mà 20% đi làm xét nghiệm xâm lấn chẩn đoán thì cái tỷ lệ sảy thai nó rất là cao. Cho nên đa số cái xét nghiệm sàng lọc, ví dụ combine test, triple test, double test gì đó thì nó phải độ nhạy khoảng trên dưới 70-80% và cái độ dương giả 5-5% là nó chuẩn. Thì đối với cái NIPT ấy, là cái độ dương giả của nó cực kỳ thấp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi nó ra dương tính là gần như tuyệt đối. Có nghĩa là nó không có rơi vô những cái đứa bình thường mà rớt trong đây. Cho nên đây là một cái ưu điểm rất lớn của NIPT. Tại vì các bạn biết NIPT vẫn gọi là xét nghiệm sàng lọc. Khi nó ra dương tính các bạn có đi bỏ thai không? Không, mình phải đi gì? Mình đi làm sinh thiết gai nhau, chọc phối. Mình confirm lại. Chứ không ai một cái xét nghiệm mà NIPT trả lời dương tính mà đi bỏ thai hết. Không ai làm điều đó hết nha. Cho nên mình nhớ cái NIPT ra dương tính là phải đi làm chọc phối đó. Chứ không có ngay cả đau cũng vậy. Nó 99% như các bạn biết đó là độ nhạy. Còn cái giá trị tiên ứng dương của nó cao nhất đối với NIPT cũng khoảng trên dưới 70%. Có nghĩa là 2-3 đứa nói NIPT dương tính thì sẽ chọc phối ra 2 đứa, còn một đứa không bị. Đó là giá trị tiên ứng dương nó khác, cái độ nhạy nó khác. Cái độ nhạy là con các bạn sàng lọc qua, các bạn không có bị lọt lưới, nhưng mà trên đó có những đứa dương giả trên đó, thì các bạn đi làm sinh thiết gai nhau để confirm. Thì cái giá trị tiên ứng dương của cái thằng NIPT đối với đau là cao nhất, là nó cũng 70, trên dưới 70%, 70-75%. Cho nên mình phải nhớ là cái vấn đề cái xét nghiệm sàng lọc là như vậy. Các bạn phải nghe cái bài bác sĩ Long, họ nói rất kỹ về cái vấn đề này, dương giả như thế nào, âm giả như thế nào. Nói sơ trước thôi để các bạn có một cái gọi là, mình nhiều khi mình là bác sĩ mình không có hiểu về những cái dịch tễ học á, mình hiểu sai lắm, chị nói thiệt. Thì cái bài này là nó dựa trên cái bất lợi của NIPT á, là chị soạn hơi lâu, nhưng mà thật sự hồi xưa các bạn biết cái hồi nó mới ra là 1.000 đô một test, sau đó cũng phải 10-mấy triệu một test. Bây giờ các bạn thấy những cái xét nghiệm mà những cái của ở đây á, nó có nhiều, có 100 đô à, nó quá rẻ đi ha. Thì thôi cứ làm sàng lọc thường quy đi, nên làm sàng lọc thường quy đối với những cái bất thường nhiễm sắc thể hay gặp, ngay cả những cái thai phụ da gái bình thường.
thì mình hiểu ra một cái bất lợi của NIPT á, ngoài nó như nãy giờ chị nhắc đi nhắc lại là nó chỉ những cái lịch bội, có nghĩa là nó dư cái trisomy, nó dư một cái số lượng nhiễm sắc thể thôi. Còn những cái bất thường nhiễm sắc thể hiếm gặp không phải T13, 18, 21 hoặc là không phải nó dư ra một số lượng nhiễm sắc thể mà nó vô những cái mất đoạn, vi lập đoạn hay là những cái bất thường, những cái dạng bất thường đơn gen thì NIPT bị bỏ sót. Cho nên là các bạn thấy tại sao mà da gáy cái ngưỡng người ta đề nghị không được làm NIPT là gì? Trên 3.5 và gần đây là trên 3. Tại vì khi mà cái da gáy dài như vậy nó có những cái nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể khác chứ không phải là chỉ đơn thuần cái đau, mà NIPT là bỏ sót. Cho nên một cái ca da gáy dài 5mm mình cho đi làm NIPT ô âm tính rồi bình thường, hồi nó ra hội chứng đi rõ, nó ra hội chứng lưu năng. Mà siêu âm rất dễ bị bỏ sót những cái đó. Năm 2011 siêu âm bỏ sót ghê lắm, nhu nần bỏ sót luôn đó. Thì nên là mình phải hiểu được cái giá trị, những cái bất lợi của NIPT, mà chị nghĩ rằng rất ít người thấy được cái bất lợi. Tại vì sao? Mình bị cái hãng nó làm cho mình bị mờ mắt đi. Tỷ lệ 99% tuyệt đối, mà đó là độ nhạy, mà chỉ đối đau thôi. Những cái bất thường nhiễm sắc thể hiếm gặp hơn, những cái prevalent bệnh thấp thì cái độ nhạy nó sẽ giảm xuống, và đặc biệt là cái giá trị tiên đoán dương tính nó sẽ bị giảm đi rất nhiều nếu đó là không phải là cái bệnh thường xuyên gặp. Cho nên NIPT mà đi làm ở những cái nhóm bệnh hiếm, những cái người trẻ phải cân nhắc. Đó, là vì những cái ví dụ một cái người 20 tuổi là cái tần suất đau rất thấp mà đi làm NIPT là không chừng đi làm sinh tiết gây nhau rồi cái nguy cơ sảy thai nó sẽ nhiều hơn. IF nó có đưa ra cái phác đồ phối hợp này, các bạn biết rằng á, cái NIPT nếu các bạn làm cho cộng đồng á, nguyên một cái dân số hết á, thì nó sẽ rất gì, cái chi phí nó đội lên. Người ta luôn luôn cũng sàng lọc thì phải giữa cost và effect. Thì bây giờ nếu mà làm NIPT toàn bộ dân số thấp thì ra một cái chi phí đội lên, còn người ta có tiền thôi không nói. Cho nên là IF đưa ra gọi là contingent classic congenital first trimester screening, tức là phối hợp giữa sàng lọc quý 1 kinh điển và NIPT. Thì bây giờ sau khi bạn làm cái NIPT combined test á, độ bờ da cái nhịp tim thai tuổi mẹ double test gọi là combined test, thì nó sẽ tùy theo cái kết quả của cái combined test đó, nó cao, trung bình, thấp thì mình sẽ xử trí NIPT khác nhau. Thì nếu cái nguy cơ cao lớn hơn 1 trong 10 thì mình nên đi sinh thiết gây nhau, mình không làm NIPT gì hết. Còn nếu cái nguy cơ trung bình thì mình sẽ đi làm NIPT hay là NIPS. S là screening đó, còn T là test, còn chữ S là screening. Còn nguy cơ thấp thì không làm gì. Thì người ta làm nghiên cứu, người ta nói rằng á, cái dân số mà nguy cơ cao mà ra lớn hơn 1 trong 10 thì chỉ chiếm 1,5% dân số. Thì như vậy mà trong đây nó hết 85% trisomy 21, thì như vậy mình làm sinh thiết gây nhau nhóm này thì mình chỉ làm 1,5% dân số, có nghĩa là cái tỷ lệ làm không có nhiều, cái nguy cơ sảy thai nó giảm xuống. Và bây giờ nếu cái nguy cơ trung bình á, là 15% dân số, nó sẽ khi mình làm sàng lọc combined test á, trong nguy cơ này thì nó chiếm khoảng 15% dân số. Vậy thì mình làm NIPT, NIPS thì mình chỉ làm trên 15% dân số, cái chi phí nó sẽ giảm xuống. Ở cái đám này không cần làm gì hết vì nguy cơ cực thấp. Thì như vậy nếu mình làm cái này mình cũng đạt được cái độ tầm soát 98-99% gần như tuyệt đối nếu mình làm NIPT toàn bộ dân số. Mà cái chi phí nó giảm xuống thì sao? Vì mình chỉ có 15% dân số làm NIPT. Thì đây là cái mô hình phối hợp. Có những cái nước khác họ sẽ dùng cái ngưỡng đây có thể là 100%. Tức là cái ngưỡng ở đây nè lớn hơn 100% hoặc là lớn hơn 150%. Đó, thì nó chỉ thay đổi ngay cái khoảng này thôi, nhưng mà tùy theo ấy. Nhưng mà FMF thì đưa ra phác đồ này. Rồi bây giờ thứ hai là tầm soát tiền sản giật. Thì cái tầm soát tiền sản giật đó, nó là một cái gọi là thực sự nó có đã chứng minh được hiệu quả. Thì các bạn biết rằng cái tiền sản giật nó là cái rối loạn mà nó ảnh hưởng cả thai và mẹ với cái tần suất là khá nghiêm trọng, nó 2-5% thai kỳ. Và cái tiền sản giật nó ảnh hưởng cả thai cả mẹ và nó có thể gây tử vong mẹ, gây tử vong thai. Thì tại sao, cái nguyên lý tại sao mà mình đi tầm soát những cái tiền sản giật là mình dựa trên cái việc đo Doppler động mạch tử cung. Tại sao 12 tuần mình thấy được rồi. Thì các bạn biết đây là cái tử cung, động mạch tử cung. Động mạch xoắn vô đây. Đây là tử cung bình thường không có thai. Khi có thai thì nó có cái sự làm tổ của nguyên bào nuôi, và những cái nguyên bào nuôi này nó gì? Nó ăn vô cái lớp màng rụng và nó xâm lấn vô, nó làm tái cấu trúc
những cái mạch máu hệ xoắn trong đây. Thì dưới cái sự xâm lấn của nguyên bào nuôi, những cái động mạch này nó sẽ thay đổi cấu trúc, nó sẽ gì, nó sẽ mềm ra, nó sẽ tăng đường khẩu kính ra. Thì như vậy máu từ đây là cái mẹ này, nó dồn vô đây, đây là phía trên là mẹ này, đổ vô đây nhiều thì qua đây nó mới nuôi thai. Còn có những cái thai kỳ không hiểu sao mà cái sự xâm nhập của nguyên bào nuôi nó không thành công, cho nên cái sự tái cấu trúc bị cái hệ mạch máu của động mạch xoắn này nó không xảy ra như bình thường. Và đây là cái thai kỳ bị tiền sản giật chậm tăng trưởng tử cung, hai cái động mạch tử cung này, hai cái hệ động mạch xoắn này nó vẫn trơ, nó vẫn như nhau. Như vậy thì nó sẽ có cái nguy cơ là gì? Bây giờ nó không nuôi thai. Các bạn thấy, nếu các bạn đọc những cái nghiên cứu mà nó làm, nó khi mà có thai á, thì các bạn thấy cái lưu lượng nó chảy qua cái hệ động mạch tử cung mà đi vô cái động mạch xoắn thì nó tăng kinh khủng lắm. Cái lưu lượng máu mà càng về sau nó càng nhiều, thì như vậy các bạn mới thấy nó mới nuôi từ một cái trứng nước mà thành một cái đứa 3 kg 3 kg rưỡi. Thì bây giờ mẹ rất là khỏe mạnh, bóp máu tới rất là nhiều, nhưng mà cái ống lòng ở đây nó vẫn cứ hẹp như vậy, thì làm sao mà nó nuôi thai? Cho nên các bạn thấy trong những cái thai chậm tăng trưởng tử cung á, mà khởi phát sớm cơ chế y chang vậy. Thì bây giờ mình kêu thai phụ về ăn vô, ăn vô đường trời á, mẹ lên 20 kg 30 kg mà cái động mạch này nó cứ nhỏ xíu vậy đó, nó vẫn cứ tăng càng kháng trở vậy, thì làm sao nuôi thai? Cho nên thai chậm tăng trưởng tử cung đừng kêu ta ăn mà mệt. Thì các bạn sẽ đo cái Doppler động mạch tử cung á, thì các bạn thấy đây là lúc không có thai. Thế nào bây giờ mình siêu âm mấy cái người mà không có thai, mình đo cái Doppler động mạch tử cung, mình thấy cái sóng nó vậy. Bây giờ có thai mình sẽ đo cái Doppler động mạch tử cung, cái sóng nó trở này, đó là có cái hình ảnh gì, giảm kháng trở, tăng vận tốc âm trường. Còn bây giờ đây là những cái thai kỳ có nguy cơ tiền sản giật, đo cái Doppler động mạch tử cung phổ lên thấy nó như vậy, nó cao và nó nhọn và nó có cái hình khuyết giống như là lúc không mang, lúc không mang thai. Bây giờ biết chắc chắn cái thai này có nguy cơ tạm tăng trưởng tử cung, cho nên đây là cái gọi là cái mặt cơ siêu âm chính mà nó sẽ làm thay đổi cái gì, cái tần số của cái nguy cơ của tiền sản giật. Thì FMS họ làm nghiên cứu á, từ năm 2017 nè, thì họ dựa trên cái mô hình phối hợp như là đo Doppler động mạch tử cung, mình sẽ đo huyết áp động mạch người mẹ trung bình và mình đo PLCF và PAPA. Các bạn lên trên Facebook Bisum á, nó có cái clip về hướng dẫn cách đo huyết áp như thế nào mà đúng nha, nhưng mà dễ đâu, của giáo sư Linopu, tức là cái người mà chịu trách nhiệm chính trong cái nhóm nghiên cứu này này, Linopu này, về nói về tiền sản giật của FMS đó, là người ta nhắc nhiều đến Linopu, mà đặc biệt là cái nghiên cứu Aspre về cái dự phòng aspirin để làm giảm cái tần suất của tiền sản giật. Thì các bạn sẽ thấy có hai cái clip, một cái clip là cách đo huyết áp động mạch tử cung như thế nào, và một cái clip hướng dẫn đo Doppler động mạch tử cung như thế nào. Không phải đo mà đúng đâu, đo đúng cái chỗ động mạch tử cung, nhưng khi đo vô cái động mạch xoắn là nó trập rồi. Cho nên là với cái phác đồ này á, thì FMS đưa ra tầm soát tiền sản giật sớm là gần như tuyệt đối, và tầm soát muộn thì có thể được 2/3. Thì so sánh với những cái phương pháp khác nhau ha, tức là khi các bạn thấy rằng mà phối hợp lại đo huyết áp động mạch trung bình, y động mạch tử cung và PLGF thì nó là hiệu quả nhất, mà đặc biệt đối với những cái tiền sản giật sớm. Thì các bạn biết rằng đối với những cái tiền sản giật á, mà nó xuất hiện sớm mới nghiêm trọng, tại nó sẽ gây chậm tăng trưởng và nó phải chấm dứt thai kỳ sớm. Còn những cái tiền sản giật mà xảy ra muộn á, thì lúc đó thai nó cũng lớn rồi, các bạn cũng không, em bé ra cái thời điểm đó nó cũng không bị non tháng. Cho nên là cái phác đồ này nó đặc biệt hữu hiệu ở những cái đứa mà tầm phát sớm ha. Thì nói sơ về cái việc tầm soát tiền sản giật là các bạn thấy là những cái phương pháp cổ điển của NIST, của ACOG v.v. thì nó chủ yếu là dựa trên tiền căn và cái tỷ lệ phát hiện nó không có cao. Còn ACOG cũng vậy, nhưng mà ví dụ như có cái tỷ lệ phát hiện cao thì nó có cái tỷ lệ dương tính giả rất là cao. Cho nên là thực sự cái FMS, mô hình FMS là chuẩn nhất, mà gần như đa số các tác giả đều nghiên cứu, và người ta đưa ra cái nghiên cứu mà ta cho chứng minh rằng nó là hiệu quả. Cho nên là ông giáo sư Nikip Lopmikolis, ông có cái bài là Aspirin, cái nghiên cứu Aspre dựa trên cái nghiên cứu này của nhóm tác giả Linopu, thì ông phải nói rằng từ 2017 á, sau khi cái nghiên cứu Aspre mà cho thấy rằng cái vai trò hiệu quả của dự phòng tiền sản giật trong cái sinh trong tiền sản giật đó, thì ông nói là bây giờ phải là đến lúc phải hành động, có nghĩa là các bạn ở quý 1 các bạn tầm soát đo độ mạch da gáy, thì các bạn sẽ làm tiếp cái Doppler động mạch tử cung, thử thêm PLCF, đo huyết áp động mạch trung bình, rồi tiền căn bệnh sử gì bỏ thêm vô, tiền căn con đẻ con cao huyết áp tiền sản giật thì nó sẽ ra một cái risk, và nếu cái nguy cơ đó lớn hơn 100 thì nên dùng aspirin dự phòng 150 mg từ 12 tuần đến 36 tuần, thì nó có thể giảm 70 đến 80%
10% tiền sản giật. Thì đây là cái clip đo Doppler động mạch tử cung ngã bụng nè. Mình sẽ cắt cái cổ tử cung, các bạn đưa đầu dò xuống dưới. Ha, ở thời điểm 12 tuần ấy, cái động mạch tử cung nó sẽ nằm ngay hai bên cái lỗ tròn. Cho nên bây giờ mình đặt cái đầu dò mà đi xuống dưới ngay cái vùng cổ tử cung. Đây mình thấy kinh cổ này ha. Mình đi ra hai bên thì mình sẽ thấy đây là động mạch tử cung. Bây giờ nguyên cái đoạn này này mình đặt chỗ nào? Nó nói lo ngay cái đoạn mà lỗ trong, nhưng mà lúc này mình còn thấy lỗ trong nữa không? Mình không thấy lỗ trong nữa. Vậy thì mình phải dựa trên cái sóng. Có nghĩa là các bạn đặt cái chỗ nào chị không biết, nhưng mà bạn thấy cái sóng có cái vận tốc đỉnh tâm thu trên 60 cm giây, và cái sóng nó đều, nó liên tục đủ 3 sóng thì free lại và đo. Còn khi mình đo một cái sóng mà cái vận tốc nó khoảng 40-50 thì như vậy các bạn không đo đặt đúng vị trí động mạch tử cung, mà các bạn có thể đi vô những cái vị trí nằm chia nhẹ, chia sâu hơn, cho nên là cái kháng trở cái đỉnh tâm thu nó cao. Cho nên bây giờ nguyên cái đoạn này biết chỗ nào đúng đó, đó là cái động mạch tử cung đi vô vậy đó. Thì cái chỗ nào mà khi mình ra cái sóng mà trên 60 cm dây là được, và các bạn sẽ đặt cái cửa sổ gây khoảng 2 mm đó. Mình có thể đo ngã âm đạo như đây. Tại nguyên cái đoạn này đặt chỗ nào đây? Đặt chỗ nào mà thấy đây vận tốc trên 60 và sóng đều. Ở đây là có cái hình gì? Nó tăng kháng trở và có hình gì? Có hình nốt. Đó. Thì bây giờ đặt chỗ nào cũng được, miễn cái vận tốc trên 60 cm dây là mình biết mình đặt đúng động mạch tử cung. Còn bây giờ ta không quy mình chỗ này hay chỗ này hay chỗ này đâu. Các bạn có thể đo ngã bụng hoặc âm đạo. Và đây là cái phần mềm các bạn nhập vô nè, thông số nè, cân nặng nè, đo huyết áp động mạch trung bình nè, huyết đo chỉ số PI đại động mạch tử cung. Các bạn nhập cái số thô á, là cái phần mềm nó chia chỉ số mo. Ví dụ PI của động mạch tử cung 1.2, đo trên máy là 1.2, mình nhập vô nó sẽ hồi chỉnh với cái gì, cái tuổi thai 12 tuần nó khác, 13 tuần nó khác, 11 tuần 5 ngày nó khác, thì nó ghi ra cái chỉ số mo theo tuổi thai. Thì các bạn thấy 0.67 mo là gì? Là thấp. Bình thường nó là 1 mo, trung bình là bị 1 mo, thì cái ca này nguy cơ tiền sản giật sẽ gì, sẽ thấp đó. PLGF đó, PAP A, SFPT, ví dụ như PLGF là cái chất gọi là chất sinh tạo mạch, cho nên nếu mà nó giảm thì nó sẽ có nguy cơ bị tiền sản giật đó. Còn SFPT thì nó sẽ tăng. Thì ở mô hình FMF thì nó là nghiên cứu, cho nên nó làm 3 lần luôn, 12 tuần nguy cơ thấp, đến 22 tuần nó làm tiếp, rồi đến 32 tuần nó làm tiếp, thì thôi đó là đa, nó làm nghiên cứu, còn mình làm 12 tuần là được rồi. Ha, cho nên nó nhập vô quý 2 nó cũng tầm soát luôn. Rồi bây giờ đó là hai cái chính của mình rồi đó. Còn cái trầm tăng trưởng tử cung thật sự cái vai trò tầm soát á, nó không có hiệu quả. Và thứ hai là nó không, bây giờ mình tầm soát ra nó có hiệu quả đi nữa, nhưng mà nếu mình dự phòng không được thì nó có ý nghĩa gì không các bạn? Nó không có ý nghĩa. Cũng giống như các bạn đo chiều dài cổ tử cung nó ngắn á, thì nó có nguy cơ sinh non. Nhưng mà giờ dự phòng sao? Mình đặt project vô, mình đặt project vô nó có giảm tần suất không? Mình khâu vòng nó có giảm tần suất hay không? Mình nằm yên chỗ nó có giảm tần suất không? Cho nên một cái xét nghiệm tầm soát, cho nên mặc dù cái SMS nó làm cái nghiên cứu đo Doppler động mạch tử cung, nó tầm soát, nó đã hiệu quả vai trò của việc đo Doppler động mạch tử cung. Nhưng mà rồi ra làm gì giờ? Đi siêu âm khám thai theo dõi hả? Chờ nó lên tăng, nó lên huyết áp rồi nhập viện điều trị hả? Nó không có ý nghĩa. Cho nên cái việc sàng lọc có ý nghĩa nếu có cái biện pháp dự phòng hiệu quả đi kèm chung. Thì đối với thai chậm tăng trưởng tử cung như vậy, thứ nhất mình đo ở quý 1 mình đo cái tuổi thai là để mình xác định chính xác ngày bị sanh. Thì cái đó mình đo cực ha, mình phải đo tiêu chuẩn như thế nào đó. Rồi xác định ngày bị sanh thì cái này tí chị nói sau trong cái bài thai chậm tăng trưởng. Thì mình đo như vậy, đầu tiên là quý 1 để mình đo tuổi thai, mình xác định tuổi thai. Thì cái hiệu quả của cái việc sàng lọc hiện nay nó thật sự nó không hiệu quả như tiền sản giật, có nghĩa là nó dưới 50%. À, còn đối với cái tiền sản giật là cái đo cái Doppler động mạch tử cung là nó tầm soát lên đến 90-100%. Và cái thứ hai là, thứ nhất là không hiệu quả, và thứ hai là không hiệu quả về dự phòng. Cái nghiên cứu Aspire đó, nó cho thấy rằng aspirin dự phòng hiệu quả với tiền sản giật nhưng không hiệu quả đối với chậm tăng trưởng tử cung đơn thuần. Cho nên đối với chậm tăng trưởng tử cung hiện nay vẫn còn một cái gọi là khó khăn, không tầm soát hiệu quả và không có biện pháp dự phòng. Chỉ có gì? Theo dõi và chọn lựa thời điểm chấm dứt thai kỳ. Đó là chậm tăng trưởng tử cung. Còn nếu mà chậm tăng trưởng, đây là những cái các bạn thấy rằng nếu mà chậm tăng trưởng tử cung mà kèm với tiền sản giật thì nó là hiệu quả. Có nghĩa trong bình cảm chậm tăng trưởng tử cung thì tiền sản giật thì nó hiệu quả, nó chỉ có hiệu quả trong đó thôi.
Rồi thôi, cái bài này sẽ nói trong cái bài song thai nha. Thì ở quý 1 á, các bạn nhớ một cái nữa là các bạn biết là cái song thai nó có những cái biến chứng đặc thù của song thai một bánh nhau, mà mình chẩn đoán chính xác một nhau một ối là mình dựa trên cái gì? Cái thời điểm quý 1. Thì các bạn ở cái thời điểm 12 tuần mình đo da gái, mình sẽ theo cái màng ối này, nó ăn gắn vô tử cung. Đây là dấu hiệu tê sai và đây dấu hiệu lambda sai, là cái chuẩn nhất để phân biệt. Và đây là song thai hai bánh nhau, đây là song thai một bánh nhau, tại nó sẽ có protocol khác một nhau, nó có những cái nguy cơ của truyền máu trong song thai, cho nên phải đi siêu âm mỗi tuần. À xin lỗi, mỗi hai tuần, từ 16 tuần. Còn nếu các bạn mà hai bánh nhau thì các bạn đi mỗi tháng thôi. Hoặc các bạn đo cái bề dày thì nghiên cứu nó dùng cái ngưỡng có thể là 1.5, tùy nghiên cứu thôi ha. Thì nói chung là một nhau thì cái màng ối này nó mỏng, nhưng mình đo mình phải phóng lớn lên dữ lắm. Dù đây cái clip thôi, để tiếp trong cái bài song thai nó ấy cái này sao nó không chạy, đây làm ra sai, đây tê sai. Rồi tóm lại, cái siêu âm quý 1 không chỉ đơn thuần là sàng lọc lịch bội, mà nó phải làm sàng lọc những cái yếu tố khác. Và cái pháp đồ phối hợp thì có thể, nếu người ta ở Việt Nam mình nó không có cái, mình người ta không có một cái điều kiện đó, thì các bạn có thể làm sàng lọc phối hợp. Nhưng các bạn thấy bây giờ 2 triệu mấy cái test NIPT nó cũng rẻ ha, thì nếu ta có điều kiện thì mình cũng làm. Thì bây giờ các bạn nghỉ 10 phút đi. Ai hỏi gì không? Mình nghỉ 10 phút đi nha, rồi có gì mình dạy bài tiếp theo.